Lúc này chúng ta đang theo dõi trận đấu đầu tiên của xê đấu thứ ba. Trận đấu mà ở hai bên quân đều khá ngang nhau, tuy nhiên bên phía của InnoGame có một chém tuyển đó là Per. Còn lại thì cũng lang thang cho Son Minwon gì gì đấy, giống như kiểu bên phía Hà Nội. Màn hình các bạn đang quan sát lúc này là màn hình của Hoàng Mai Nhi cầm cho Son. Và xe giò của Hoàng Minh đã phát hiện ra nhà của Ninja Cận Thị ngay ở góc 3 giờ. Vâng, màu 7 lên đời siêu sớm. Gunny. Chúng ta chuyển ngay sang xe ông bạn Gunny làm cái gì? Vâng, Gunny trận này cầm Grick đánh 19 dân. Quái dị. Đã kích đời rồi. 19 dân. 19 dân Grick. Gunny gặp đúng sở trường của mình rồi. Có một khán giả đã từng lên đây và chơi ở quán của Gunny và đã nói Gunny đánh những loại quân lầm lầm nhà giàu và đánh 19 dân rất phũ. Và lúc này chúng ta đang chứng kiến trận đấu của Gunny 19 dân. Con ngựa giò Gunny bắt đầu hành quân. Trận này bên phía của đối phương có một pơ. Tuy nhiên thì trận này Gunny lên đời siêu sớm gặp tôm. Hai tiền đạo gặp nhau rồi. Về kinh nghiệm thì tôm với cả Gunny không kém gì nhau cả. Vâng, và Lady Aga cầm pơ đã sang tới nhà của Gunny rồi. Ngựa giò của Gunny tấn công vào đám dân của tôm. Một dân của tôm nằm xuống. Vâng, Gunny lên đời xong. Con ngựa giò của Lady Aga đã có công giáp, đã giết được khá nhiều dân của Gunny. Ở nhà của tôm lúc này Gunny vẫn chưa buông tha. Vâng, và con ngựa giò của Gunny đã bị tôm bắt mất rồi. Lúc này thì ở nhà của Gunny đã chuẩn bị có phù thủy thủ nhà, do đó thì ngựa chém của Gunny được đẩy đi ngay. Lạc đà của Pơ đã tới. Vâng, không được rồi. Pha vẩy e bo nhà của Gunny đã bị lỗi. Tiểu Vĩ Long đã đẩy lạc đà ra cực sớm, cầm Pơ. Hú được không? Vâng, không hú được. Tù luôn. Tha một Gunny tụt xuống, chỉ còn lại mùng 10 trên 24. Vâng, và một lần nữa cho chúng ta thấy rằng việc lên đời chém mau chóng của lối đánh đế chế hiện đại thì rất ít khi có hiệu quả. Trường hợp có hiệu quả chỉ là trường hợp rất hạn hữu. Và lúc này thì Gunny đã bị tù. Chúng ta chuyển ngay sang màn hình của game thủ đầu cánh bên kia là Hoàng Mai Nhi. Tham của Hoàng Mai Nhi lúc này là 25 trên 36. Đang đôi công với nhà của Ninja Cận Thị và thêm cả nhà của Yugi. Nhà của Ninja Cận Thị trận này cũng cầm cho Son, hình như Ninja hôm nay hơi nhiều cho Son rồi đấy. Vâng, và lúc này thì ngựa chém cùng với ngựa giò của Hoàng Mai Nhi đang lao vào tấn công bãi vàng. Một nhóm khác thì đang quấy trên nhà của Yugi. Hoàng Mai Nhi đang cố gắng quấy cả hai nhà, tạo điều kiện cho trong cánh của mình là Tư Bất Tử. Vâng, trận này Tuti cầm Minwan. Chúng ta chuyển ngay sang màn hình của Tuti xem sao. Tham Tuti lúc này đang là 28 trên 64, bung nhà. Tuy nhiên sau đơn của Tư Bất Tử đã sang cứu. Trận này Pơ của Tiểu Bạch Long đánh hai nhà cùng một lúc. Tuti bắt đầu có những turn công A đầu tiên. Và trước sự hỗ trợ của Linda, lúc này thì nhà của Tuti đang tạm thời ổn định lại. Lúc này thì Tư Bất Tử tham đang to. Vâng, trận này Linda đánh rất khỏe. Vâng, đây là tham của Linda, 49 trên 72. Sọc đơn Roman đang thủ trâu ở nhà bằng những con sọc đơn. Vâng, nhận thấy trận này bên phía của đối phương có những nhà chém không không trâu, toàn là cho son. Và Pơ thì đương nhiên là sẽ bị hạ rất sớm. Do đó thì Linda đã quyết định bo nhà sớm và đánh trâu sọc đơn. Lúc này thì sọc đơn của Linda đã giúp cho Tuti có thể hồi lại được. Chúng ta sẽ chuyển lại màn hình của Tuti xem công an Minoan đỡ nhà. Vâng, rất đông lạc đà. Lạc đà của Lady Aga cầm pơ.
Toàn bộ số quân mà Lady Gaga tụ được ở ở hai nhà là nhà của Gunny và nhà của Tutti, lúc này tụ là một và đẩy sâu vào nhà của Tutti. Tuy nhiên thì Linda trận này lại ở ngay trong cánh của Tutti và được gối ngay phía dưới. Do đó thì quân của Linda quay ngược lên nhà của Tutti bảo kê là rất dễ dàng. Tham của Tutti lúc này là 31 trên 68. Vâng, lúc này thì dân mới kịp lên bánh xe. Đầu tư cho việc lên thẳng cung cũng khiến cho Tutti lúc này lên bánh xe khá chậm. Lúc này thì có bánh xe rồi. Sóng gió ở nhà của Tutti đã tạm thời qua đi. Tham 31 trên 68. Sóc đơn của Tứ Bất Tử lúc này thì đang phủ trước cửa nhà của Tutti, tạo điều kiện cho Tutti phát triển. Vâng, Gunny tham gần như fit. Lên đời siêu sớm, tuy nhiên thì lại chết ngay và luôn khi mà gặp phải pơ của Lady Gaga. Trận này mà Lady Gaga không công vào nhà của Gunny thì đương nhiên là tôm sẽ chết. Tuy nhiên thì nếu như vậy thì không còn là đánh team nữa rồi. Lady Gaga đã lên hỗ trợ cực sớm cho tôm. Và lúc này thì Gunny đã là người bị dẹo. Thang của Tutti 36 trên 68 đang hồi lại dần dần. Vâng, còn Linda thì sao? Linda 69 trên 96. Vâng, tham lên 70 trên 100 rồi. Lúc này thì các thành viên khỏe bên phía của đối phương thì có Lady Gaga cầm chém của Per. Bên phía của InnoGame lúc này thì dường như không có cung tuyển. Do đó thì với đám trâu sọc đơn này cũng không hề xoắn. Yugi thì đã bị quấy từ khá sớm. Lúc này thì nhiệm vụ của Linda chỉ là bảo kê cho Tutti thôi. Chỉ cần bảo kê được thành công Tutti thì trận này sẽ có cửa. Bởi vì chỉ cần là minion của Tutti có thể khỏe và phủ trước cửa nhà của Linda, giúp cho Linda có thể lên thẳng 4 thì trận này sẽ có cửa. Lady Gaga vừa mới định tấn công vào nhà của Linda thêm một lần nữa, tuy nhiên vẫn không thành công. Tham của Linda lúc này là 76 trên 112. Sóc đơn vẫn đang phủ ở trong nhà cực nhiều. Vâng, một pha bơm đồ cho Linda. Phút thứ 23 trong game và Linda bật 4. Tuy nhiên thì lúc này Linda đang không đủ gỗ để sau khi lên đời xong có thể kích được ngay. Lúc này thì Linda phải bố trí, vâng, bố trí thêm một chiếc BN để có thể sóc dân ăn gỗ. Sau khi lên đời xong có thể kích sóc đôi ngay. Với số sóc đơn đang có mà chuyển sang sóc đôi thì Linda sẽ cực khỏe. Vâng, tuy nhiên lúc này tôm màu 2 đã rất khỏe rồi. Tôm hình như trận này cũng là Roman thì phải. Hình như là tôm hay Kata gì đó. Tôm Roman à? Vâng, tôm cũng cầm Roman bên phía của Thái Bình. Lúc này thì công an Minoan của Tutti đang lùi sâu vào nhà của Linda để bảo kê cho Linda. Linda đang bị thiếu gỗ rồi. Nhà của Tutti có vẻ như đang bị công và Linda đang kéo quân ngược lên. Vâng, trận này kể cả là Linda có kéo dài thời gian và sóc thật trâu sóc đơn ra thì cũng vẫn khỏe. Tuy nhiên thì lúc này vẫn hơi bơm. Vâng, bơm gỗ như thế này thì lấy gì mà có thể sóc sóc đôi đây. Vâng, Gunny thì đã bơm gỗ lại ngược lại cho Linda. Lên đời xong thì cần phải có sóc đôi ngay thì Linda mới có thể càn ở bản đồ. Lúc này Linda đang sóc dân liên tục để có thể nâng sóc đôi ngay. Vâng, lên đời xong chỉ có mỗi 200. Vâng, không thể đủ được. Thiếu quá nhiều. Vâng, thiếu quá nhiều. Đồng đội phải bơm liên tục. Bãi vàng của Linda đã bị thừa khá nhiều rồi. Vâng, kích. Vâng, và lúc này thì Linda đã vừa mới kích được sóc đôi thành công và lúc này thì đang nâng cấp công nghệ. Cần phải nâng công bên phía của đối phương trận này. Vâng, nâng công 7 rồi. Vậy còn giáp 7 luôn. Giáp 6 luôn. Đất trâu. Điểm số của tôm đang cực cao. Liệu tôm Roman có lên được thẳng 4 hay không? Mục tiêu đầu tiên của Linda đương nhiên là Roman rồi. Cần phải tấn công ngay vào nhà của tôm bởi vì thì để cho tôm lên sọc đôi thì lại trở thành ngang phèo rất nguy hiểm. Vâng, công A của Tutti vẫn đang chắn trước cửa nhà của Linda, bảo kê cho Linda. Linda thì bơm đồ cho Tutti hồi lại và lúc này thì Tutti đang bảo kê ngược.
Vâng, sọc đơn trên đà lên đôi rồi, đẩy ngay lên nhà của Tôm thôi. Ồ không, nhà của Tôm lúc này thì đang bị Hoàng Mai Nhi oánh tung trong nhà rồi. Không quá khỏe. Trên bản đồ con chúng ta có thể thấy rằng là Hoàng Mai Nhi đang có một chấm màu da cam ở nhà của Tôm. Như vậy Tôm trận này không khỏe mạnh. Vâng, Linda vừa mới nâng cấp sọc đôi thành công. Và màu 2 Tôm cũng đã lên sọc đôi mất rồi. Thật bất ngờ, tưởng chừng như là màu cam của Hoàng Mai Nhi là quấy nhà của Tôm, tuy nhiên không phải, chắc chỉ thám thính thôi. Và lúc này thì Linda vẫn chưa đẩy sọc đôi đi thì phải. Tuy nhiên thì lợi thế bên phía của Hà Nội là có thêm Tuti. Tuti cầm Minoan hoàn toàn có thể kẹp cùng với cả sọc đôi của Linda để đỡ nhà của Tôm. Sọc đôi của Linda bắt đầu xuất quân. Chúng ta sẽ được theo dõi trận đấu lên 4 của Linda, xem Linda sẽ xử lý như thế nào khi lên 4 cầm Roman đối đầu với một Roman khác là nhà của Tôm. Ai là người đẩy quân tốt hơn đây? Đôi của Tôm đang đạp phía trước nhà Linda. Còn lúc này thì sọc đôi của Linda lại lao thẳng vào nhà của Yugi. Vâng, Yugi trận này cầm Egypt cực kỳ nguy hiểm, do đó thì Linda đã ưu tiên tấn công nhà của Yugi trước. Ba con sọc đôi của Tôm đã bị tiêu diệt. Vâng, nhà của Yugi lúc này đang tụ cực kỳ nhiều cung ở nhà. Tuy nhiên thì Linda đang sử dụng sọc đôi, một loại quân tấn công cực tốt. Sọc đôi của Linda vẫn đang đảo xung quanh nhà của Yugi. Tham của Linda lúc này là 98 trên 176. Tuti vẫn đang hộ công cho Linda cực khỏe. Lúc này thì lực lượng đánh chính là Linda đang đi phủ bản đồ. Nhà Egypt là nhà nguy hiểm nhất lúc này, và lúc này thì Linda buộc lòng phải để ý Egypt đầu tiên. Những con sọc đôi của Tôm vẫn đang cố gắng lao vào, tuy nhiên nhà của Linda lúc này đang phủ nhà là cực tốt. Sau khi tấn công nhà của màu 4 xong, Ninja cận thị, thì lúc này Linda khả năng sẽ phải tấn công lại nhà Egypt một lần nữa, bởi vì nhà của Egypt lúc này vẫn chưa bị đẩy. Nhà của Ninja cận thị đã bị bung hoàn toàn. Cung R Egypt đang quay lại để đỡ nhà cho Yugi. Xin lỗi bạn, là đỡ nhà cho Ninja. Vâng, và lúc này thì ở trước cửa nhà của Tuti đã bị đạp đôi của Tôm đẩy rất sâu. Vâng, trận này xem cụ Linda người ta để quân chậm chạp quá. Linda để thêm những con nỏ đứng ở sau hàng BE để đỡ nhà. Vâng, và lúc này thì Linda bắt đầu bố trí đạp đôi lên để đạp vào nhà của Tôm. Vâng, khoanh ruộng siêu to của Tôm đang ở phía ngoài. Tôm đang đánh bơm cho cả đội của mình. Tham của Linda này là 94 trên 188. Đạp đôi đang đạp sâu vào nhà của Tôm. Ở nhà của Linda thì lúc này cũng đang bị Tôm đạp. Tuy nhiên lúc này thì liệu Yugi đã khỏe lại chưa? Rất nguy hiểm khi để cho Yugi bật lại. Vâng, một đội sọc đơn khá lớn của Linda đã lọt được vào nhà của Tôm, tuy nhiên số lượng sọc đôi thủ ở nhà của Tôm là không hề ít. Linda đẩy thêm sọc đôi lên nhà của Tôm, tuy nhiên thì nhà của Egypt dường như đang hồi lại. Rất nguy hiểm nếu như để cho Egypt khỏe. Egypt lên sọc đôi thì sẽ là ác mộng. Bởi vì một sọc đôi Roman, một sọc đôi Egypt càn bản đồ thì khó khó lòng mà đỡ. Lúc này thì Linda đang chủ lực bơm cho đồng đội của mình. Tham vẫn chỉ giữ ở 93 trên 184. Tham của Hoàng Mai Nhi lúc này chỉ còn lại 12 trên 40 và đang bị Yugi quản rất chặt. Tham của Tuti 63 trên 124, Minoan vẫn chưa thể khỏe lên được. Sọc đôi của Tôm liên tục đẩy lên.
Vâng, còn Gunny thì còn thảm hại hơn. Không được rồi. Lúc này thì tất cả các nhà bên phía của InnoGame còn đang ổn, còn nhà bên phía của Hà Nội thì đã bị bung bét rất nhiều. Vâng, lúc này thì màu 4 cũng đã lên 4. Ninja Cận Thị đã lên 4 thành công. Vâng, và cuối cùng thì Tuti đã đi sai đầu tiên. Vâng, trận này thì thế 3 đánh 4 đã được thiết lập ngay từ đầu. Tuti đã, xin lỗi bạn là Gunny đã bị chết ngay từ đầu và 3 đánh 4 ngay từ đầu. Sau đó thì đến lượt nhà của Hoàng Mai Nhi cầm cho Son bị ốp tham đến còn siêu nhỏ, chỉ còn lại 2 đánh 4. Tuy nhiên bên phía của đối phương thì Lady Gaga Camper cũng gần như defeat. Và về sau thì Lady Gaga dường như chỉ còn ngồi chỉ đạo thôi. Tham 1, tham 2 giữ nguyên cho đến tận cuối trận. Tỷ số là 1-0 cho bên phía InnoGame ở set đấu thứ 3. Chúng ta chờ đến phút đến với trận đấu thứ 2 ngay.